Risa, cô có làm sao không vậy? Ê, nè, cô còn định đi đâu vậy hả? Tôi đi nói với Risa đừng có để thua. Con nhỏ ghét xấu xa đó. Vì cô ta trễ chu kỳ hàng tháng á, cũng không có nghĩa là cô ta đang mang thai đâu. Nếu là tôi á, tôi nhất định sẽ kiểm tra thật là triệt để, chứ không phải dễ dàng bỏ đi như vậy. Cô vào ca trực trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút rồi đến sau. Được rồi. Nè cậu, có chuyện gì hả? Tôi không sao đâu. Khóc như vậy còn nói là không sao? Nói tôi biết đi. Tôi hỏi là có chuyện gì xảy ra mà? Đây là chuyện gia đình của tôi, cậu chỉ là người ngoài nên không liên quan tới cậu. Đối với chị, có thể tôi là người ngoài, nhưng mà đối với tôi, chị không phải là người ngoài. Kể từ lúc chị bắt đầu tới tìm tôi, lúc nãy tôi đã nói sai rồi Bim à. Arisa vẫn chưa thua đâu, có khi là còn thắng ghét cả trăm trận luôn đó. Nếu như cậu không muốn tôi gặp thêm phiền phức gì nữa thì hãy bỏ ra trước khi có ai đó bắt gặp. Cậu hãy về đi, tôi sẽ ổn thôi. Nếu như chị không ổn thì phải lập tức nói cho tôi biết đi. Này bác sĩ Ad có nhìn thấy không? Chắc là nhìn thấy rồi. Dạ cô ơi, cô chờ một chút đi. Tôi nói với cô rồi mà, tôi chính là bệnh nhân của bác sĩ Ad Kabum. Sao cô dám chuyển tôi cho bác sĩ khác chứ hả? Cô ơi, hãy bình tĩnh đã. Vì bác sĩ Ad Kabum có việc gấp nên anh ấy nhờ tôi tới khám thôi. Lúc nãy tôi vừa mới thấy bác sĩ Ad. Nếu như bác sĩ có việc đột xuất thì anh ấy cũng nên báo tôi biết một tiếng chứ. Tại sao bác sĩ Ad Kabum phải nói với cô mọi thứ chứ? Nè, đây là khoa khám bệnh dành cho những phụ nữ có chồng rồi. Còn loại phụ nữ không ai thèm như cô thì mời cô đi cạo vôi răng ở phòng khám nha khoa đi.
Tôi chỉ muốn nói với cô rằng cô chỉ là một bệnh nhân. Người chỉ đến bệnh viện khám bệnh khi có hẹn với bác sĩ Atkabum, chứ không phải là vợ anh ta. Vì vậy liên quan tới việc chu kỳ hàng tháng của cô bị trễ, sẽ không níu kéo được anh ta đâu. Anh nhìn thấy hết rồi cô đúng không? Không được phép đụng đến vợ của tôi. Nếu như anh thật sự lo cho vợ của mình thì anh đã không để cho người phụ nữ khác làm tổn thương tới chị ấy rồi. Không phải chuyện của cậu đâu. Nếu như anh không yêu chị ấy nữa thì hãy để chuyện đó cho tôi. Anh nhớ cho kỹ, cho dù anh không yêu chị ấy, anh không xem trọng chị ấy, nhưng mà vẫn có người thấy được giá trị của chị ấy. Cậu chỉ là con nít tranh, lấy gì mà lo cho Risa chứ? Dù cho tôi là con nít, nhưng tôi sống có trách nhiệm hơn người lớn đó. Nếu như anh không bảo vệ được cho chị ấy, tôi sẽ làm thay anh. Risa à, cô có ổn không vậy? Risa. Bác sĩ, anh làm gì ở đây? Em tưởng anh đang kiểm tra cho... Bác sĩ. Có chuyện gì vậy? Thì đến cho anh khám chứ gì. Anh là bác sĩ riêng của em kia mà. Khoan đã, anh đã không còn là bác sĩ phụ trách khám cho em. Anh đã xin phép chuyển hồ sơ bệnh án của em cho bác sĩ khác rồi. Bởi vì từ ngày chúng ta có tai tiếng, anh thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến em nữa rồi. Và anh cũng không muốn làm cho vợ của mình cảm thấy không thoải mái nữa. Anh à, mới lúc nãy anh nói như vậy là vì anh chỉ muốn người khác hiểu rằng anh vẫn còn yêu Risa, để anh không bị rắc rối trong công việc, có đúng vậy không hả? Anh hãy nói gì đi mà, để em còn cảm thấy yên tâm chứ. Ghét à, anh xin em đó. Em hãy đi về giùm anh đi, đi đi. Anh à, anh không hồi hộp gì hết sao? Khi chu kỳ của em vẫn chưa đến. Em không về chứ gì? Được thôi, anh sẽ đi. Anh à, không phải anh luôn nói là anh muốn có con hay sao hả? Giờ anh thấy chán ngán đi xa mà. Vì đi xa không thể nào sinh con cho anh, nhưng mà em thì có thể. Em có thể có thai, nhưng mà bây giờ em vẫn chưa có. Sao anh biết được chứ, trong khi vẫn chưa khám? Tuần trước chu kỳ của em vừa hết mà ghét.
Làm sao mà anh biết được hả? Anh ngủ với em kia mà. Nếu như có tuần nào anh không ngủ với em, em tưởng anh thực sự không biết nguyên nhân là gì hay sao chứ hả? Anh là một bác sĩ khoa sản, thì sao anh lại không biết được những triệu chứng của người đang trong chu kỳ được chứ? Anh à, em xin lỗi mà, em không cố tình lừa dối anh đâu. Cho dù em có cố tình hay không cố tình thì cũng đã lừa dối anh rồi. Kể từ bây giờ anh sẽ nhờ bác sĩ khác khám cho em. Nhưng em không chấp nhận thì sao? Cho dù cô không chịu á thì cũng không có lợi ích gì đâu. Tại vì bác sĩ Át đã lựa chọn vợ mình thay vì chọn chu kỳ chưa tới của cô đó. Nè Bông, mình gọi cho cậu muốn phòng cả ngón tay lên luôn rồi đó. Sao cậu không chịu bắt máy vậy? Nếu có cuộc gọi mà không bắt máy thì cậu bỏ cái điện thoại này luôn đi ha. Có gì không? Mình gọi để hỏi xem tối nay cậu có đến ba chơi hay không thôi. Cậu sao vậy hả? Hay là dạo này cậu bận chạy theo cô y tá Arisa gì đó của cậu? Đi. Cậu phải chắc chắn mới được đó. Chứ không có được như lần trước đâu. Làm mình phải chạy té khối phục vụ ở quán. Còn cậu thì thoái thác chạy đi kiếm Arisa đặc biệt của cậu đó. Mình chắc chắn với cậu, đừng có làu bầu nữa. Được rồi, mình đợi cậu đó. Yên tâm đi, mình sẽ đến. Bởi vì chị Arisa đã không cần mình quan tâm tới nữa rồi. Tôi bây giờ thật sự muốn biết con nhỏ ghét đó bị quê tới mức độ nào. Đừng nhắc tới cô ta nữa. Thì tôi chỉ là muốn... Chị Sa à? Em chờ anh vài tiếng nữa có được không? Anh chỉ còn có vài bệnh nhân nữa thôi. Xét nghiệm cho họ xong, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Bác sĩ ơi, anh khỏi lo chuyện này đi. Trong lúc chờ anh có tôi bầu bạn với cô ấy rồi. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Trisa, lát nữa gặp nha. Miệng lưỡi của cô đúng là đáng sợ quá Risa. Ý của cô là sao? Đó, thì hồi sáng cô mới chửi con nhỏ ghét. Biết sai mà vẫn cắm đầu vào thì sẽ thắng bằng cách nào? Và rồi đêm nay bác sĩ Át đã trở lại làm người chồng tốt của cô rồi Risa. Wow. Hai ngày nữa thì Bun sẽ về đây sao? Tôi thật sự vui quá đi mất. Ý của tôi như thế nào á thì tôi đã nói cho chị rồi đó. Nếu như con bé Bun không thấy phiền khi tiến tới với một người đàn ông đã kết hôn như Át nhà tôi, thì tôi thật sự muốn tạo cơ hội cho hai đứa nó gặp nhau. Ôi, chắc chắn chứ chị. Con trai của tôi chắc sẽ ly hôn mà. À... Mô Phật, kính thưa Đức Phật, con xin người hãy phù hộ cho con trai của con mau chóng ly hôn với vợ của nó đi. Mô Phật.
Bản quyền lồng tiếng thuộc hãng làm DDA. Ăn món này đi, em ăn nhiều vào, ngon lắm đó. Dạ. Quán này làm đồ ăn vẫn ngon như lúc xưa có đúng vậy không? Dạ. Họ mở quán từ lúc nào vậy ha? Ờ, có phải là từ lúc chúng ta mới hẹn hò hay không vậy? Phải. Em có muốn đi quán khác không? Đổi gì vậy anh? Ờ, vì anh thấy em có vẻ chán chường. Có lẽ do anh dẫn em đến quán này nhiều lần rồi. Để anh dẫn em đến một quán mới nha. Em sẽ không thấy chán nữa. Anh cũng biết là em không phải loại người dễ chán mà. Cho dù có đổi quán thì cũng không làm mọi chuyện tốt hơn đâu. Vì không liên quan đến quán ăn. Anh cũng biết đó là chuyện gì rồi mà. Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là do anh sai. Đủ rồi đó anh. Vì lời xin lỗi của anh cũng không thể cứu vãn được gì. Bây giờ em muốn về nhà. Risa à, Risa à, chờ đã. Risa à, em cho anh cơ hội được không? Cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm anh đã từng gây ra với em. Anh à, anh đứng lên đi. Cho anh cơ hội đi mà Risa. Anh đứng lên đi. Cho anh cơ hội để gia đình của chúng ta lại như xưa nha em. Anh à, anh xin em đó, cho anh cơ hội đi. Dù chúng ta không có con, anh cũng sẽ không đòi hỏi gì hết. Vì anh biết rằng chỉ cần anh có em thì đời của anh đã hoàn hảo lắm rồi. Chỉ là một bệnh nhân. Người chỉ đến bệnh viện khám bệnh khi có hẹn với bác sĩ Atkabum, chứ không phải là vợ anh ta. Vì vậy liên quan tới việc chu kỳ hàng tháng của cô bị trễ sẽ không níu kéo được anh ta đâu. Chờ anh chút. Ôi, đứng dậy đi. Cậu vui vẻ lên có được không? Làm việc mà cứ uể oải không vậy? Tôi không muốn cậu kéo tôi chết đối theo đâu. Phải chăm sóc mấy người đến quán bar chứ. Hiểu chưa vậy? Ờ. Ôi, tối nay không biết có ai bo nữa không đi nè. Ôi. Chỉ muốn nói cho anh biết, việc anh nói anh yêu em đối với anh chỉ là một việc vô cùng bình thường. Nhưng đối với người lớn lên trong cô độc như em và luôn chạy đi tìm kiếm tình yêu tới mức bị người ta chửi là thứ mặt dày, thứ lẳng lơ, thì lời yêu của anh rất có giá trị. Anh yêu Risa.
thì em lại muốn có một người yêu như vậy. Và chúng ta càng quen biết nhau, càng ở cùng với nhau, anh càng làm cho em thấy mình có giá trị, tới nỗi làm cho em dám phản bội bạn của mình. Bởi vì em nghĩ rằng em không cần gì nữa hết ngoại trừ anh thôi. Kể từ giờ không còn em nữa, em mong anh và đi xa sẽ yêu nhau trọn đời, vĩnh biệt anh. Đi xa. Em tự đi được mà. Đi xa à? Anh có thể nắm tay em và xem như không có gì, nhưng em thì không làm được. Em xin lỗi anh. Lúc nãy có người gọi, sao anh lại không nghe máy? Là Get gọi đến đúng không? Đi xa à? Anh phải... Anh đi tìm Get đi. Trong lúc này thì Ghét cần anh hơn là em đó. Alo, Ghét à, hiện giờ anh đang bận đó. Tôi là người trong đội cứu hộ. Vì cô gái chủ nhân của chiếc điện thoại này nhờ tôi gọi cho anh. Cô ấy bị tai nạn do lái xe đâm vào cây. Bây giờ chúng tôi đang cấp cứu và sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện. Cô ấy bị tai nạn sao? Anh ơi. Dạ. Anh ấy đã nghe máy rồi chứ? Anh ấy đã nghe máy rồi. Thực ra mới nãy đội cứu hộ gọi điện đến, nói rằng Ghét lái xe bị tai nạn rồi. Bây giờ Ghét ra sao rồi? Hiện tại họ đang đưa Ghét đến bệnh viện. Bệnh viện nào chứ? Bệnh viện của chúng ta. Anh mau mau về bệnh viện đi. Nhưng nếu như anh đi rồi, còn em thì sao đây? Anh sợ làm em tổn thương thôi. Nếu như anh muốn em cho anh cơ hội thì lần này anh hãy đến bệnh viện với Ghét đi. Nhưng mà anh cũng phải biết anh đi với tư cách gì. Anh đi đi, em sẽ tự về nhà.